nhớ màu của mình nha. Hôm qua anh thấy, ôi người ấy đang chăm tay với cô nào đây. Giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần anh hết thắc mắc sao em lại xa anh để tiếp tục con đường leo bên cạnh người ấy. Chưa một lần anh ngưng suy nghĩ anh đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì anh chưa bắt người ấy. Người ấy có tốt với em yêu anh như anh đã từng yêu? Người ấy có biết tình em hay trách móc thiệt buồn chiều? Anh nhớ em nhiều, anh nhớ anh nhiều, sao cho lòng vơi bớt đi nỗi đau của em. Người ấy có lớn tin hay lưng tin em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều, sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn nỗi đau trong lòng anh. Chút xíu à. Hồi nãy là hình như là Sam thấy là có một cái lỗi mà em hát sai mà quên bắn. Cái dạ, này là tôi anh kỹ thuật ưu ái quá rồi, mê ma rồi. Dạ đâu có đâu. Làm lại to và rõ ràng. Bắn nhẹ quá à. Thì tính ra là ở đây chỉ có một mình Trung là không có bị ướt thôi đúng không Trung? Dạ không, em có. Ủa? Ướt. Thế hả? Dạ, em có ướt mà chắc là không biết ở đâu, chắc là áp thấp nhiệt đới đâu tạt qua em hay sao. À, cái lúc hát đồng đội hình như là em bị ướt. À, vậy là dạ, em bị dạ, đồng đội liên lụy. Dạ có đồng đội phải thi chung nhau chứ. Như vậy là tổng hợp lại các lỗi mà đội bé Rồng đã thực hiện thì chúng ta thấy là bé Rồng có 6 lỗi sai. Cho nên là hy vọng là đội bé Rắn của chúng ta sẽ cố gắng hơn. Tụi nha, em quyết định sẽ nhân 10 lần lên ạ. Nhưng mà Sam muốn được biết là cảm xúc của hai em như thế nào. Lòng em đang dậy sóng chị ơi. Đau lòng quá. Sao vậy? Đi chương trình mà lần đầu tiên hát karaoke trước mặt mọi người ấy. Hát hay rất mà, là ngại. Hát hay ok mà.
Chị ơi, đã Thủy Tiên á, lần đầu tiên hát karaoke trước mặt mọi người rồi còn bị tạt gáo nước lạnh vô mặt nữa. Chương trình mình cũng ngộ ghê. Ngộ lắm mà nha. Còn em Ma? Dạ em thấy bình thường chị ơi, không có gì hết trơn á. Mát mẻ lắm. Ê, nó nghe thằng bé này chảnh quá, có khi nào mình xịn miếng nước cho em đừng lấy được không? Không, không, tụi em giả bộ vậy thôi nha, chứ tụi em ước gì đủ rồi, đủ rồi, dạ, dạ, dạ. Rồi, rồi, em sợ lắm mọi người ơi.